Hello, xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ đến với anh chàng Nguyễn Thành Nam, danh bất hư truyền, một huyền thoại của YouTube Việt Nam đây. NTN Vlogs Nguyễn Thành Nam. MV này video này anh nói là tự xóa video. Để xem anh tự xóa những cái video gì. Làm những cái nhà bằng cái ly nhựa tái chế, bị lên báo là tố là làm ô nhiễm môi trường đó. Rồi phóng dao. Anh chàng này khi làm YouTube rồi có tiền và chơi xe phân khối lớn này nọ. Có tiền chơi xe, mua xe phân khối lớn rồi mua ô tô hay gì, ngon lành lắm. Nhạc anh làm cũng hay. Chinh. Tiếp này, một thời bị lên án làm nhà bằng ống hút, ống hút trà sữa đó, mái lợp bằng ống hút trà sữa. Cái đây cái nhà ngày xưa của anh hay sao nè, trong gì đó thôi, nhưng mà sau này thì cái nhà sau này anh đâm mua một nhà mặt tiền rất là khổng lồ ở trung tâm gì đó, trên đó anh khắc một cái phù điêu chữ Nguyễn Thành Nam luôn, có một cái ekip hỗ trợ luôn đàng hoàng. Hồi nãy phía trong cánh gà có mấy người nào đang coi, mẹ anh hay gì bỏ cột dây thun vô dưa hấu cho nó đứt, hay là bỏ main store cho Coca Cola, thì rất là nhiều YouTuber trên thế giới đã làm rồi. Và anh chỉ việc làm lại thôi. Và anh đây là anh clip ảnh ném bó dao xuống bể trái dưa hấu nè, ném dao từ trên lầu xuống nguyên một bó dao. Những clip rất là nguy hiểm, tại vì cái giới mà hâm mộ ảnh là những đứa nhỏ cấp 1, cấp 2 rất là hâm mộ thần tượng ảnh, và có thể nó sẽ làm theo những cái đó mà lên tới mức mấy triệu người đó. Rất là đông đảo. Đó, bó dao kìa. Chiếu lại thì bó dao nó không có cắm, không có rớt cắm thẳng dao xuống, mà nó rớt cắm rớt ngang cái phần chui xuống, và rớt cắm thẳng cái đầu dao xuống. Tại vì đúng ra thì cái đầu dao nó không nặng bằng, trời, leo lên cột điện có thế luôn. Oh my god, nguy hiểm vãi. Leo lên nó giật điện phát. Xóa à, anh xóa những cái video mà gây cái dư luận tranh cãi gay gắt và người lớn rất là cảm thấy có sự bất bình. Xóa vĩnh viễn video này. Thả 100 cái dao trên cao xuống. Để coi mình xong, coi xong này mình search thử coi là anh xóa thiệt không. Đã xóa video thành công. Cái dòng chữ mà đã xóa video thành công thì anh tự đưa lên, chứ nó không phải là cái thông báo YouTube để coi anh có thực sự không. Đã xóa video này thành công là anh tự đưa thôi, chứ anh không biết chắc anh xóa đâu. Đốt rác bãi rác ở Việt Nam 5.000 cốc, thử thách leo cột điện, ăn gạch bằng đất. Ăn gạch bằng đất thì hình như có đứa nó quay YouTube nó làm quay ăn cức nữa. Oh my god, kiếm view hiệp nữa. Chế tạo ngôi nhà ống hút kìa. Rồi đổ nước mắm lên đầu mẹ nữa. Trời ơi, làm những cái điều. Sắp xóa 6 video. Thử đốt diêm trong quả dưa hấu cho nó cháy. Chế tạo bom nổ bùm bùm. Thử làm tóc bằng mì tôm. Oh wow. Giờ nhà anh sang xịn, sang trọng, giàu có. Và ghế nè, rất là đẹp. Một đẳng cấp độ Misi, dân chơi trước độ Misi. Và có những cái mình cảm giác ảnh rất rất là bất chước. PewDiePie rất là nhiều lần lên YouTube xin lỗi hay là xóa video, nhưng mà anh vẫn vậy, anh vẫn troll người xem rất là nhiều lần. Clickbait đó, gọi là lừa đảo clickbait. Video này anh nói là anh nghiêm túc và hãy thôi bàn về quá khứ sai lầm của tôi, mà anh nghiêm túc nhìn vào cái việc này, tôi sẽ tiếp tục phát triển. Và hôm nay anh chàng rất là đẹp trai, giống như là Tuấn Hưng ca sĩ. Nhắc đi cũng nhắc lại thì quá khứ sai lầm nó vẫn còn đó trên YouTube, và YouTube PewDiePie đã thừa nhận rằng nó giống như một quá trình trưởng thành của con người. PewDiePie đã nói đấy, thì chắc Nguyễn Thành Nam này cũng đã kiếm được ít tiền từ những cái video đó rồi, thì không biết là có xóa thôi vậy hay không. Ai cũng có sai lầm hết, cũng không nên nhắc lại quá khứ. Quá khứ không quan trọng bằng những gì hiện tại tôi đang cố gắng. Mà nó dính vô người mà. Ảnh có bị công an phường hay là những cán bộ sở ban ngành mời lên làm việc không? Thì vì ảnh hưởng rất là lớn, giống như anh Hưng Vlog vừa rồi. Ảnh quay bà Tăng, Hưng Vlog là bà Tăng, Vlog là con của bà Tăng, là người đạo diễn đứng sau tất cả. Thì ảnh quay cái clip luộc gà Nguyên Long để troll người khác, nhưng mà chính là anh để câu view. Và con nít nó coi theo, làm theo và nó cười ha hả, nhưng mà nó tạo một cái sự văn hóa không tốt. Tiếp theo anh làm thêm cái vlog là làm sao cái cách nào để ăn trộm tiền. Những clip đó mình không coi, nhưng mà những cái cách câu view đó rất là sốc. Làm sao ăn trộm tiền à? Làm sao móc túi dân? Làm sao móc túi dân? Hãy đi học đại học tham nhũng, đọc tham nhũng Việt Nam. Đó là cách giỏi nhất để móc túi dân Việt Nam. Siêu thiên tài móc túi nằm ở Việt Nam hết á. Nếu quay ngược thời gian thì tôi sẽ không làm những video đó hả? Khó lắm, tại vì những video đó triệu view không à? Và kiếm được rất nhiều tiền. Và rất nhiều YouTuber đi lên là nhờ trẻ em. Đi lên xây dựng sự nghiệp chính là nhờ trẻ em. Coi đi coi lại những cái sốc cười hả và sẵn sàng vô những cái video nghiêm túc. Ví dụ như mình reaction mình nghiêm túc mà các bạn vô các bạn chửi tùm lum. Thì giống như là những cái trẻ em vậy đó. Không vừa ý là chửi tùm lum. Dám vô chửi mấy ông bộ chính trị không? Mấy ông bộ chính trị đi tham nhũng tùm lum và làm gây an tàn phá hại tùm lum. Dám chửi không? Nói tục như đội Missy, mà đội Missy dám nói chuyện chính sự chính trị không? Như bà nhà báo Phạm Đoan Trang vừa bị bắt đó. Phạm Đoan Trang là blogger thì trên Facebook ngày xưa mình cũng có theo dõi những cái tiếng nói bất đồng chính kiến đó, mình theo dõi. Thì YouTuber nổi tiếng nhất Việt Nam, những YouTuber nổi tiếng Việt Nam bàng quan không quan tâm hết,
chỉ phục vụ cho con nít thôi, con nít nó thích coi gì sóc sóc là làm cho nó vui giải trí thôi. Video vô hại với người lớn và có hại với trẻ nhỏ. Nghĩa là anh bị chỉ trích, nếu tôi có sai thì các bạn chỉ trích bằng những từ ngữ tế nhị chứ không chỉ trích thậm tệ bằng những từ ngữ làm tổn thương chính bản thân Nguyễn Thành Nam. Nghĩa là Nguyễn Thành Nam đã trải qua biết bao nhiêu sóng gió và biết bao nhiêu gạch đá, hater rapper suốt ngày hát về hater, thì Nguyễn Thành Nam đã gạch biết bao nhiêu gạch đá. Thì con đường vinh quang không bao giờ mà bằng phẳng, mà nó phải chông gai và trải qua những hater đó. Điển hình nhất là PewDiePie trải qua với bao nhiêu hater rồi nhưng vẫn bình an vô sự đó. Anh cũng tổn thương chứ, anh cũng là con người thôi, nhưng mà anh biết cách bước qua. Những YouTuber đang phạm sai lầm và chuẩn bị phạm sai lầm hãy cố gắng làm video kết. Nói chung nghĩ ra nội dung mình cũng đau đầu nhức óc lắm, tại vì mình phải học hỏi nè, tìm tòi làm sao cái hay cái mới cái lạ, làm sao nó sốc sốc nữa, câu view nữa, mà vừa có phải nghiêm túc, mà nghiêm túc thì nó khó câu view. Ví dụ người ta thường coi sexy, gái gú, quan hệ giới tính hay này nọ, giải trí là thôi mà, đâu phải lên YouTube để học hành đâu. Học hành cũng có nhưng mà ít thôi. Cuối cùng là anh có thực sự thừa nhận là anh xóa những video đó không? Mình coi trong clip này mình sẽ đi search những cái video đó và để coi anh có xóa hay không. Đây là video tôi đã quay cách đây 6 tháng. Và bây giờ tôi mới chia sẻ. Mẹ nè, bà chỉ còn một mình và đứa con trai duy nhất trắng đen à. Nói về hoàn cảnh nè, quay dàn dựng đứa con trai vậy đây. Hai bà cháu cơm cháu nuôi nhau qua ngày. Có phải anh đang nói về anh ta hay không? Anh là người cha mất... mất đi, bà thì nuôi cháu, không có mẹ bên cạnh. Anh cũng biết lên kịch bản cho một cái video và có cái trình bày hoàn cảnh phía sau trắng đen, cũng chuyên nghiệp, lòng nhạt da diết. Đến chiều bà lại dẫn cháu đi gửi hàng xóm rồi đi nhặt cỏ, kiếm tiền nuôi cháu đi học. Sáng đứa nhỏ đi học, chiều bà đi nhặt cỏ. Đứa nhỏ nào đây? Quảng cáo à? Ở trước có cái kênh là NCT là Nguyễn Chí Thanh hay gì? Nguyễn Chí Thành hay gì đó. Thì chỉ đạo với đứa nhỏ diễn trò Free Fire bắn súng gì. Trở ở làng quê thôn xóm cũng mấy trăm triệu view. Biết kênh đó sao rồi? Rốt cuộc là đang nói về ai? Sao? Không hiểu. Cuối cùng là cái video trắng đen phía sau là anh đang nói về ai? Về chính ảnh hay sao? Một đứa nhỏ, con trai mồ côi cha mẹ. Và ở với bà đi nhặt cỏ kiếm sống nuôi cháu, nuôi rau nuôi cháo qua ngày. Đoạn trước thì nói, nhưng mà thật sự không thấy bằng chứng của việc xóa đi video. Coi lại coi có xóa không. Cảm ơn các bạn nha. Sau clip này chúng ta sẽ cùng check lại coi anh đã thật sự xóa không và đang nói về cái gì. Phía sau thì anh trình bày hoàn cảnh về một ai đó, có phải chính ảnh không. Cảm ơn các bạn đã cùng coi mình video này nha. Ủng hộ mình xin hãy subscribe.